Ờ, chú. Ờ. Anh à? Bây giờ thế thì em số đỏ đấy. Thế à? Đúng lúc em hỏi thì xe đạp người ta chở đến. Thế à? Hôm nay là có mấy trường hợp đấy. Thế em chào chị nhá. Ừ. Và có mấy trường hợp khó khăn đến là anh trao luôn cho người ta. Thế à? Lúc em hỏi thì là hỏi mang gạo đến tiếp tục đây. Mà cũ. Cũ gạo thì xanh mà. Mà đây đây có cái cháu là mang thêm cả gói mì tôm này với cả 25 cân gạo này góp vào cho bà con nghèo thì giờ anh lại chia ra mỗi người hai gói. Những người nhận đầu là không được mì tôm đâu. May quá. Chú là số đỏ đấy. Và chú đỏ là chú phước của chú là hơi nhiều. Phước lớn. Thôi mình cứ làm những việc tốt việc thiện. Phước lớn anh. Phước. Đây anh. Phước 20 cân gạo, 2 cân mì. Ôi thế là tốt rồi. Lại bỏ vợ, bà ấy khổ. Chị ơi, để em bảo